Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang dẫn bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phần mềm OBS này, phần mềm dùng để live stream với quay màn hình. Thường thì các bạn sẽ nghe nhiều người ta sử dụng cái phần mềm này vào cái mục đích là live stream nhiều hơn. Live stream để chơi những cái trò chơi quay video trên YouTube hay là trên Twitch các bạn. Cũng có nhiều anh chị chúng ta hướng dẫn giống như tôi nè, thường hay sử dụng cái phần mềm OBS nữa để quay màn hình lại để ta hướng dẫn người khác học. Thì tại vì cái phần mềm này nó hoàn toàn miễn phí các bạn, cái mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí luôn và nó cũng thường xuyên được cập nhật nữa, nên cũng ít bị lỗi nữa, nhưng mà cái chất lượng nó cũng rất là tốt so với những cái phần mềm quay màn hình khác như là Camtasia, Action hay là Bandicam á. Thì cái phần mềm này được cái lợi thế là chất lượng cũng tốt rồi lại hoàn toàn miễn phí nữa. Thì đầu tiên thì tôi có cái nào đó, thì chúng ta sẽ tải phần mềm về từ cái trang này, không thì bạn lên trên Google bạn gõ cái từ khóa là OBS thì nó ra thôi, hoàn toàn miễn phí, mã nguồn mở mà. Đây nè, tải trên Windows có luôn, Mac có luôn, Linux luôn, bạn tải về bạn cài đặt dễ lắm, đích một vài cái là nó ra rồi, nó hỗ trợ cái cạc RTX mới luôn nè. Nên tôi khuyến cáo bạn sử dụng phần mềm này để quay màn hình. Nó sau khi bạn cài xong rồi thì sẽ được cái như thế này, cái lỗi cái icon đó nè bạn. Thì tôi đang sử dụng trực tiếp cái phần mềm OBS này để tôi quay hướng dẫn các bạn luôn nè. Thông thường thì tôi thường hay sử dụng cái phần mềm khác, phần mềm Action á, phần mềm Action, nhưng mà tôi test thử tôi thấy OBS này cũng ok, cũng tốt thôi, có thể là tôi sẽ cân nhắc sử dụng cái phần mềm này. Thì cái phần mềm này sau khi bạn cài rồi á, khi lần đầu tiên bạn mở lên á thì nó sẽ có cái phần cái trình á, cái trình để bạn lựa chọn là cấu hình đó bạn, cấu hình cài đặt để sử dụng cho mục đích là live stream hay là cho quay màn hình. Còn lỡ trường hợp các bạn nào không biết á, bỏ những cái hỗ trợ cài đặt ban đầu á thì không sao hết, giờ tôi video tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhanh nè, nó cũng dễ thôi. Đầu tiên là cái file Word đó thôi nè. Đó. Thì ở đây bạn sẽ ghi bạn sử dụng cái cài đặt rồi, chúng ta sẽ vào trong đây cái cấu hình tự động nè bạn. Cấu hình tự động ha. Thì cấu hình tự động bạn vào trong cái tool nè, nó có chuyển giao diện bằng tiếng Việt nữa, nhưng mà tôi cảm thấy tiếng Việt nó không được hay, nên tôi khuyến khích các bạn nên sử dụng tiếng Anh đi. Chúng ta chỉ cần biết một số cái cài đặt chung thôi, những số cái cài đặt quan trọng thôi, nhất là cái tool nè, chọn cái auto nè bạn. Bạn chọn auto nè ha. Hình như lỗi này do tôi đang quay màn hình nên nó không cho tôi chọn nè bạn, thấy chưa. Tôi đang sử dụng lỡ quay cái màn hình hướng dẫn các bạn bằng trực tiếp cái phần mềm OBS luôn rồi. Biết gì nãy tôi hướng dẫn bằng cái phần mềm khác là lấy phần mềm khác quay lại. Thì khi bạn nhấn vô cao tru này nó sẽ ra cái phần tùy chọn cho bạn. Nó sẽ có hai lựa chọn, lúc nào cũng vậy ha, có hai lựa chọn. Một là cái lựa chọn ở phía trên á là chúng ta là dùng cho cái việc live stream, còn cái việc quay màn hình là cái việc phụ thôi. Còn cái tùy chọn thứ hai bên dưới là nó hỏi các bạn là chỉ dùng chuyên cho cái việc mà quay màn hình thôi, recording các bạn. Chuyên cho việc quay màn hình thôi nè. Đó, thì bạn chọn tùy chọn, nhớ không làm là chọn thứ hai recording á, là chuyên cho việc quay màn hình thôi. Rồi sau đó bạn nhấn ok là tiếp tục tới, và bạn sẽ chọn cái độ phân giải của cái màn hình chúng ta. Thì thường bây giờ cái màn hình mà độ phân giải chung chúng ta là 1920x1080 rồi, 1690 á. Còn cái FPS á thì tùy bạn, nếu như bạn chỉ thực hiện hướng dẫn những cái học như tôi bình thường nè thì chúng ta chọn FPS là 30, còn những bạn nào mà cho chơi game á thường là phải 60 trở lên ha, FPS 60, hai cái đó quan trọng thôi. Rồi sau khi bạn cài đặt được cái sử dụng cái trình cấu hình tự động này rồi á, thì các bạn tới cái phần một số cái cài đặt chung nè, tôi một số cái quan trọng tôi lưu ý các bạn nè. Bạn vào trong file đây thì cái setting nè bạn. Rồi trong đây á, thì cái ngôn đây là cái lãnh quyền đầu tiên là cái ngôn ngữ nó đang nói các bạn á. Trong đây nó có tiếng Việt nữa, nhưng mà tôi khuyên các bạn là không nên, nó đã tiếng Anh đi. Các bạn nào muốn thử thì thử tiếng Việt, sau đó chúng ta sẽ tắt cái phần mềm mở lại thì nó sắp dụng thôi. Rồi trong đây bạn chú ý một số quan trọng, thứ nhất là cái stream nè. Những bạn nào mà hay live stream thì tự biết rồi, đăng nhập cái tài khoản lên vào live stream Twitch, YouTube hay là Mixer đó, Facebook nữa. Output là cái đầu ra chúng ta. Thì cái đầu ra hiện tại nó đang chọn cái chất lượng trung bình là 2500 nè bạn. Bạn nào muốn chất lượng cao thì bạn chỉnh cái này, nhưng mà tôi khuyên các bạn là nên để mặc định ha. Tại vì khi mà bạn để chất lượng cao quá, người ta live stream cái đường truyền internet người ta nó yếu quá thì nó cũng dễ bị giật lắc lắm. Rồi sử dụng cái mã phần cứng để nó quay màn hình thì dùng cái card đồ họa rời nè, card mã hóa là card đồ họa rời của NVIDIA nè bạn, NV nè, thấy chưa? Chọn cái này các bạn. Còn trên là chọn của phần mềm thì tôi khuyến khích là không nên ha, sử dụng cái card đồ họa rời GPU cho nó mạnh. Rồi
âm thanh để nguyên vậy. Còn cái khi mà bạn quay màn hình á, recording là chế độ quay giống tôi đang hướng dẫn các bạn quay màn hình á, thì ta chọn cái đường dẫn để lưu cái file này lại, lưu cái file quay màn hình này lại, thì chọn ở đây, click vào đây để chọn ha, lưu cho mẫu nào đó. Rồi còn lại bạn để mặc định cũng được, nhưng mà có cái chỗ này quan trọng là bạn, do tôi đang quay nên chỗ này nó bị mờ đen rồi, là cái chỗ này mặc định của phần mềm là nó định dạng là MKV, thì bạn chọn lại cái định dạng MP4 đi bạn. Thường chúng ta sử dụng MP4 thì nó sẽ hiện ra cái cảnh báo màu vàng ở dưới đây, nhưng mà không sao hết. Còn cái quality là cái chất lượng nè, tôi để chất lượng medium, chất lượng trung bình thôi. Còn trong đây nó sẽ lít, nếu bạn nào mà lít vô đây á, sổ xuống ở đây nó sẽ có 4 tùy chọn theo thứ tự là từ trên xuống dưới, thì tùy chọn ở trên cùng là thấp nhất, này là tùy chọn thứ hai. Tôi đang để tùy chọn thứ hai là high quality nè, medium file. Còn tùy chọn thứ ba là cái lắc file, là cái tùy chọn cái dung lượng lớn. Còn cuối cùng là tùy chọn loss CC á, tùy chọn nó là cái file không nén, nó rất là nặng mà. Nói chung là cái chất lượng sẽ tăng dần. 4 tùy chọn ha. Thì tôi đang để tùy chọn thứ hai là trung bình, mặc định của phần mềm là cũng được rồi. Tiếp theo tới audio. Audio thì ở đây nó đang để chế độ lấy mẫu là 44:1 nè, kHz nè. Thì bạn nào muốn cho nó chuẩn cao hơn thì chuyển thành 48 cũng được, nhưng mà tôi để 44 được rồi. Kênh thì tôi để stereo là hai kênh. Hai kênh ha, thường tôi để hai kênh mặc định. Còn cái thiết bị mà để thu âm á bạn, để mic, cái micro chúng ta để thu âm á, thì mặc định cái phần mềm nó sẽ bật lên là default cái này, và cái này là cái loa ngoài ha, cái này là loa ngoài của desktop ta. Còn này là cái mic, là cái micro nè, micro để tôi đang thu âm các bạn á, thì tôi đang sử dụng cái thiết bị này. Đó, thì nó sẽ chọn đó, mặc định thì nó chọn default, nhưng mà tôi khuyến khích các bạn là cứ để disable hết đi, nghĩa là bỏ kích hoạt hết. Một chút ra ngoài á, tôi sẽ hướng dẫn các bạn để chúng ta chọn cái thiết bị lại sao. Lưu ý ha bạn ha, lưu ý cho này ha, bạn cứ bỏ hết cho tôi, disable hết cho tôi từ trên dưới nè. Rồi, một số cái quan trọng thôi. Còn cái phần hot key nữa, hot key thì chúng ta sử dụng một số cái thông dụng này. Thứ nhất là kích hoạt cái việc mà quay màn hình chúng tôi đang quay và tắt, và thêm một cái nút này nữa. Tôi khuyên các bạn là nên đặt cái phím tắt cho cái thằng này ha, là chế độ tạm dừng nè, hoặc là kích hoạt lại. Nghĩa là chúng ta đang quay nhà tôi đang quay video này ha, đang quay màn hình nè, thì tự nhiên có cái gì đó, ví dụ như có ai vô hay là có điện thoại đó, thì tôi muốn tạm dừng cái cuộc quay này lại, thì tôi nhấn gắn phím tắt vô đây, bằng click vô đây là tôi đang gắn F9. Thì khi mà tạm dừng quay á, tôi muốn kích hoạt lại thì tôi tự gắn F10. Bạn dùng phím nào cũng được, tại tôi đang sử dụng cái phím này quen rồi. Nó để chúng ta kích hoạt, để chúng ta F9 là tạm dừng, còn đây là tiếp tục quay lại. Rồi còn khi chúng ta bắt đầu thì chút ra ngoài tôi chỉ cho, nhấn cái nút mà bắt đầu quay với nút mà kết thúc quay á, đó là cho cái việc quay ha. Ở đây nếu bạn nào làm chuyên về streaming đó, thì có cái nút nè, bắt đầu stream hay là stop stream nè, đó tùy các bạn thôi. Một số cái phím tắt quan trọng đây. Còn cái phím tắt mà chuyển cảnh nè, thì nghĩa là chúng ta hay tùy biến được nhiều cảnh, thì những bạn nào làm stream thì sẽ biết cái này nhiều hay hơn. Rồi này là micro thì không bỏ qua đi, rồi xong đó bạn, sau đó bạn nhấn ok đồng ý cái việc chúng ta nãy giờ chúng ta làm. Rồi cái màn hình chúng ta nè, đó bạn chỉ cần lưu ý một số cái thôi. Rồi chúng ta cấu hình một vài phút nữa là xong rồi. Thì đầu tiên mình thấy cái skin này là cái cảnh nè, chúng ta sẽ có thể thiết đặt được nhiều cái cảnh quay trong đây, nhiều cái cảnh giống như là sắp xếp nhiều bố cục các bạn, nhiều cái bố cục, mỗi cái bố cục thì chúng ta lít dấu cộng đây để chúng ta thêm những cái bố cục mới, thấy chưa, cảnh thứ hai nè. Đó, tương với mỗi bố cục bạn chọn đây thì nó sẽ có những cái nguồn nè, suột là những cái nguồn nè. Hiện tại tôi đang để duy nhất hai cái thôi, là một là cái màn hình tôi đang hướng dẫn các bạn nè, tôi có hai cái màn hình máy tính hiện tại nên nó tôi đang chọn cái màn hình số 2, và cái micro tôi đang hướng dẫn các bạn là cái micro thu âm á. Đó thì bạn click ở đây bạn sẽ thấy nó sẽ sổ ra nhiều cái thiết bị đầu vào chúng ta lắm. Cái này là micro nè, còn này là loa ngoài chúng ta nè, này là trang web, này là cái bức ảnh nền, còn cái này là quay màn hình nè. Thấy chưa, click ở đây là chọn cái màn hình máy tính chúng ta, còn này là chọn cái trò chơi game, chọn bức ảnh nền, chọn nhiều ảnh, chọn một video phát đánh test cho đây được luôn. Trường hợp là những bạn nào mà muốn dặn giống như là muốn có logo á, logo cái tên, ví dụ như tôi để chữ Tú Phan ở trên cái góc trên cùng nó quay thì đánh với đó thì nó hiện ở đây nè, thấy chưa. Đó vậy thôi. Còn đây bạn nào có sử dụng webcam thì chọn cái này, còn group là chúng ta nhóm thành một cái thư mục cho để dễ quản lý thôi. Rồi tiếp theo tới cái phần âm thanh nè bạn. Nãy tôi nói các bạn là trong kia bạn chúng ta disable á, làm ta bỏ hết âm thanh, thì ra đây khi chúng ta vừa chọn cái micro này thì nó sẽ hiện đúng một cái micro này thôi. Còn hồi nãy nếu mà trong kia bạn để default nó liệt kê ra nhiều làm chúng ta rối lắm, thì kê nhiều cái dòng âm thanh nè. Lưới với chỗ này ha, trong kia chúng ta disable đi, trong này là nãy tôi nói các bạn chỗ này nè, cái chỗ mà audio nè, bạn bỏ disable hết cho tôi. Mặc định của phần mềm thì nó chọn hỗ trợ chúng ta, nhưng mà bạn cứ bỏ hết đi, sau đó ra ngoài đây bạn tự chọn lại cái thiết bị nào đó bạn muốn thu âm đầu vào, như cái micro nè, tự động nó chạy qua đây.
Rồi, còn đây là cái chế độ chuyển từ cảnh này qua cảnh kia thì nó là chế độ chồng mờ. 1 giây bằng 1000 mili giây ha, cái này là 0,3 giây. Rồi, một cái nút ở đây nè bạn. Bắt đầu streaming đó là bắt lúc nhấn vào cái nút start nè, đó, start streaming. Còn tôi đang quay video bạn thì này cái chỗ này nãy nó chữ start recording là bắt đầu quay. Khi tôi click vào đây lần nữa thì nó sẽ kết thúc cái việc tôi đang quay nè. Còn cái nút tạm dừng nãy tôi hướng dẫn các bạn gắn phím tắt rồi đó. Tôi gắn phím tắt là tạm dừng. Nhấn là F9. Khi mà muốn nó quay lại thì F10. Đó, còn bắt đầu quay thì nhấn nút này, kết thúc rồi nhấn nút này luôn. Nút start là bắt đầu, stop là kết thúc việc quay màn hình. Đó, rất là dễ đúng không? Còn cái này là cái chế độ mà hiển thị hai màn hình đó, để chúng ta xem trước cái bản phát thảo với cái bản mà để xuất bản streaming thôi. Cái này không quan trọng đâu, nhưng bạn làm streaming với cái cận này. Setting là cài đặt giống như nãy giờ tôi hướng dẫn bạn trong cài đặt chung cho đây nè, file setting nè. Rồi, còn đây chúng ta biết cái thời gian mà nãy giờ chúng ta đang live stream nè. Còn thời gian mà nãy giờ tôi đang quay các bạn hướng dẫn các bạn được 10 phút mấy nè, gần 11 phút rồi nè. Còn đây là CPU sử dụng bao nhiêu phần trăm. Với FPS tôi đang nãy hướng dẫn các bạn làm ta cấu hình FPS là 30 á, là cho cái việc quay video thông thường đây. Những bạn nào chơi cái tốc độ cao nhanh như là chơi game á thì tôi khuyên là phải chỉnh từ FPS 60 trở lên. Thì chỉnh ở đâu nãy tôi nói các bạn rồi nhớ không? Trong cái output nè. Cái này là đâu tiêu rồi. Cái streaming output. Cái nãy mà lúc mà tôi hướng dẫn các bạn là cái trong cái tool là người ta cấu hình đó mà, cấu hình mà tự động á thì bạn chọn chế độ 30, mặc định là nó chọn tùy theo cái màn hình máy tính các bạn. Cái màn hình máy tính tôi được tối đa là 60 nên mặc định nó chọn 60 mà tôi chỉ chọn 30 thôi cho nó đỡ nặng file ha, cho cái dung lượng file nó nhẹ bớt nên tôi chọn là 30. Còn không thì bạn giờ trong đây bạn chọn cũng được, chỉnh lại cũng được. Tôi nhớ không làm nó tiêu rồi. Streaming output đầu ra đây. Chỉnh ở đây nó có cái chế độ hướng dẫn nâng cao bạn. Cái chế độ này nè, bạn chọn symbol là đơn giản nè, hiện tại bạn đang xem đây là cái chế độ đơn giản symbol. Bạn click vô đây chọn chế độ nâng cao thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta cái tùy chọn bao nhiêu khung hình. Chất lượng thấy chưa? Chất lượng của việc ghi chất lượng của cái việc mà quay nè. Quality là chất lượng nè, xuống đây là thấp, càng lên đây là càng cao là chất lượng tối đa cao nhất nè. Nó nhưng mà ta bỏ cái chế độ đi. Đây là chế độ nâng cao ha, chế độ nâng cao của việc mà chỉnh streaming. Nó chỉ đơn giản thôi, một số cái quan trọng thôi. Ý, xin lỗi. Nếu mà hỏi tôi có luôn không? Tôi cancel đi. Trước khi kết thúc đó thì tôi coi còn cái này nó rất là hay các bạn. Cái này tuyệt vời luôn. Trong cái phần mà âm thanh nè, bạn click vô đây bạn hãy tăng giảm được cái âm thanh chúng ta. Click vô đây nè. Do tôi đang thu âm nên tôi không có chỉnh. Tôi đang quay màn hình á, tôi không chỉnh cái âm thanh này để tôi tăng giảm âm thanh, nhưng mà thông thường á thì chúng ta để âm thanh tối đa. Và đặc biệt ở trong đây nó có cái gì nè bạn? Có cái filter rất là hay. Filter là cái bộ lọc âm thanh á. Bạn đổi tên cái này được, này đang tôi đang để tên là Miro là rename nè. Đây cái filter là cái bộ lọc âm thanh á, click vô đây. Thì ở trong đây nó sẽ có nhiều cái tùy chọn chúng ta. Nhưng mà tôi sẽ giới thiệu các bạn một số cái quan trọng hay đó. Thứ nhất là cái đầu tiên là cái noise này, noise suppression nè. Tôi đang sử dụng nè bạn. Chứ này là dùng để giảm cái âm thanh ồn á, giảm cái tiếng ồn mà nền đó bạn. Tiếng ồn mà nền mà ví dụ như ở ngoài có trời mưa, tôi đang thu âm bạn trong đang trời mưa luôn nè. Hay là có cái âm thanh nền đó nó hơi ồn ồn tí thì bạn sử dụng chế độ này. Mặc định của cái này nó đang để 30 bạn, mặc định là đang để -30. Nó đang để -30 nè. Thì cái phần âm thanh đó thì đơn vị nó là decibel đó bạn. Decibel âm là không có nghĩa là lớn nhất á. Còn số càng âm như vậy là âm thanh ít ồn, số càng lớn thì âm thanh gì là càng ồn nè. Nó ví dụ như mặc định của phần mềm là đang -30, bạn cảm thấy ở ngoài nó hơi ồn quá thì bạn tăng lên, tôi thường hay tăng lên là -20 hoặc là -10. Nó nếu tôi cảm thấy ở ngoài nó ồn quá. Rồi tiếp theo là ta sử dụng những cái lớp in có sẵn nè. Tiếp theo bạn chỉnh cái compressor này. Những bạn nào làm bên thu âm á, bên có biết kiến thức về âm thanh á thì bạn sẽ hiểu những cái này hơn. Còn không thì chúng ta cứ để mặc định đi, compressor làm cho âm thanh chúng ta chắc khỏe thôi. Nó chỉnh những tham số này nè, nhưng mà những bạn nào chúng ta không chuyên thì khuyên là chúng ta không nên chỉnh, cứ để mặc định ha. Tiếp theo là tới cái gain. Cái gain là tăng âm lượng đây. Nếu như bạn chỉnh volume bạn á, mặc định nó đang là không. Các bạn muốn tăng âm lượng lên thì bạn kéo cái này lên, nhưng mà lưu ý các bạn á là chúng ta không nên tăng âm lượng quá cái mức này. Cái mức khoảng cái mức đỏ đỏ nè bạn, tại vì tăng âm lớn quá nó ồn lắm, nên ta tới khoảng mức này thôi, lưu ý ha. Nên là chúng ta kéo vào phải là tăng âm lượng lên bao nhiêu decibel nè, thấy chưa? Thấy chưa, thêm tôi tăng thì nó này nó lố luôn nè, nên tôi sẽ giảm này xuống. Thì đây chúng ta biết cái sóng âm là cái
Tôi khuyên các bạn là cái âm lượng tinh nên để nó khoảng khoảng tới cái mức màu đỏ đỏ này thôi, không nên để lố qua cái mức màu đỏ này, cái người nghe rất là điếc tai nó. Thì chỉ dành cho những bạn nào có cái micro không được tốt á, thì âm lượng nó hơi nhỏ thì bạn mới tăng này lên, thấy không? Tăng khoảng 5 gì đó, 5, 10 gì đó tùy bạn, 23 gì đó tùy theo cái micro của bạn, nhưng mà bạn phải canh theo cái âm lượng này. Lưu ý ha, tới cái mức đỏ là cảnh báo rồi ha. Rồi gain là tăng âm lượng. Tiếp theo tới cái phần limit nè. Trong trường hợp nãy nếu mà các bạn không có canh được á, thì bạn sử dụng cái limit này, nghĩa là cái giới hạn cái âm lượng á, tránh để cái người nghe nó bị điếc cái lỗ tai. Ví dụ ta đang thu âm tự nhiên có cái tiếng gì đó rất là lớn, thì đây là cái giới hạn limit, là cái giới hạn cái âm lượng ta. Thì cái âm lượng ví dụ như bạn giới hạn trong cái khoảng này, khoảng này là trừ 5 nè, đó, khoảng này khoảng trừ 5 ví dụ vậy ha. Thì cái âm lượng của bạn á, nó tới cái độ lớn là trừ 5 thì tự động nó cắt, lớn hơn nữa thì nó không tự động nó sẽ cắt cái tần số đó. Nó chỉ nói vậy cho bạn hiểu ha, bạn tỉnh này. Nó thì tôi khuyến khích các bạn này để trong khoảng dao động là trừ 3-4 đến trừ 5-6 gì đó, trừ 5-6 gì đó, nó trong khoảng đó. Thì cái âm lượng nào mà nó lớn hơn á thì tự động cái phần mềm nó sẽ cắt đi, nó tránh làm cho cái người nghe người ta bị điếc lỗ tai, tại vì âm thanh quá lớn. Limit là giới hạn. Rồi ta tiếp tục hết rồi các bạn, những cái quan trọng tôi giới thiệu các bạn thôi, còn những cái kia thì bạn bỏ qua đi. Cái này là giảm ồn, cái này là âm thanh chắc khỏe, cái này là tăng âm lượng, cái này là giới hạn cái tầng, giới hạn cái độ lớn âm thanh ở tần số trên đó, nó sẽ bị cắt đi đó. Nhưng mà bình thường á, tôi thì tôi cũng nếu bạn nào sử dụng cái thiết bị phần cứng đó, có cái bộ có cái cạc âm thanh sau cạc rồi đó, thì nó cũng đỡ hơn rồi, âm thanh bạn sẽ chắc khỏe và trong hơn, thì không nhất thiết là bạn phải sử dụng mấy cái kia. Thì bạn nào có sử dụng sau cạc rồi cạc âm thanh đó thì có thể là bỏ bớt những cái này đi, tại vì những cái này chúng ta đã tinh chỉnh được hết rồi. Đó, thì bạn chỉ cần sử dụng cái bộ lọc là noise thôi, noise suppression thôi, để nó giảm cái độ ồn thôi. Còn cái noise này là khác nữa bạn, noise gain này là cái khác nữa, thì bạn không rành thì nên bỏ qua đi. Đó, thì tôi thể chỉnh nó dao động trong khoảng trừ 20, nếu ít tiếng ồn ít thì khoảng trừ mặc định phần mềm là trừ 30. Mà ví dụ như ở ngoài tôi ồn quá thì tôi khoảng 20, còn nếu quá ồn thì tôi tăng khoảng trừ 10. Nhưng mà khi bạn tăng cái giảm ồn nhiều quá thì nó đồng nghĩa việc cái âm thanh bạn nó hơi bị méo một tí ha, bóp méo âm thanh một chút, nghe nó không có giống thật. Đó, thì cái gì nó cũng có cái ưu nhược điểm của nó. Thì thông thường ta để khoảng trừ mười mấy, trừ 20 đến trừ 10 khoảng đó. Rồi, xong. Nhiệm vụ cuối cùng là ví dụ như bạn muốn quay màn hình giống như tôi đang quay nè, thì tôi chỉ việc nhấn cái nút này thôi, Start Recording. Kết thúc thì nhấn lại nè, tôi muốn kết thúc thì nhấn Stop. Ok ha, rất là dễ. Tôi hướng dẫn bạn được là gần 18 phút rồi. Đó, là tôi hướng dẫn bạn xong cái chức năng mà quay màn hình bằng OBS này. Rồi tôi kết thúc các bạn. Tôi là Tú Phan đã dẫn các bạn trên trang web là fankimtu.com. Hẹn lại các bạn.